Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phạm Tấn xin chào ông bà và cô bác. Hôm nay đến cô 13 quý vị để lấy giấy chanh, mắc cỡ gai về cho nhà thuốc từ thiện quý vị. Quý vị thấy video này có ý nghĩa thì cho mình một lượt đăng ký kênh nha quý vị. Đây, ông bà cô bác đang lấy quý vị. Bốn trăm bảy chục ngàn chống rung. Ừ. Nó có đâu mình quay nên nó không có rung đó mà. Rồi. Nói gì, Nam mô Di Đà Phật. Đây nè. Vậy đây là vô vô bó gì đó quý vị. Đó. Có gì đó thì hồi cái em chở đi ra ngoài đường. Như vậy bà con đang lấy nè quý vị, nữa đi lấy mà đâu có nhiều đâu quý vị ơi, đi cái này mót người nhiều. Chào bà con ơi, chú Huynh, hôm nay mình đi được bao nhiêu người chú Huynh? Đi để lấy cái cỡ gai này vô nhà thuốc nào chú Huynh? Đi đâu đi đó cho cái lấy thuốc nhà nào Nhà thuốc nào xin là cho đó phải tôi trưởng không biết, tôi thì theo theo làm tiếp phụ thôi. Đây quý vị, thấy không quý vị? Chị Mỹ. Quý vị, là bà con đang làm gì lấy gì đó, cắt cắt gai mắc cỡ gai này là nó đầm dữ lắm, đầm tay quý vị. Chú Quýnh ơi, ngồi bó giùm con bó hai, thôi lấy con bó bự thôi, ngồi chắc lấy con bó bự quá. Về cho hai hai bà luôn, cho bà vuốt với bà kế bên luôn đó, hai bà đó bà uống bà nói bớt nhiều lắm. À, thôi vuốt với cái bà bán học dịch đồ kế bên đây là chị Duyên ở Long Long Bình nghe vậy à. Bị trúng lường gạt là lão đức thầy dạy mình chí vào tâm, đi đâu một cặp mình mới phán đoán được. Trước khi ta đưa cho tâm chủ trì cái chí mình phán đoán cái gì trúng đó, ta đưa cho tâm chủ trì cái tâm mình là cái kho tàng để giữ cái chìa khóa đó. Đó, cái thằng chí nó đưa xuống cho thằng tâm, nó lấy cái gì của ai đưa xuống, rồi ông tâm ông không xét, ông đưa vô kho, đưa kho đồ ông cắp chạm cũng đưa thì chết. Tính quy lóc các anh em mình cũng giúp ích cho cái đội thuốc nam từ thiện này cho nó nhiều, anh em đăng ký chẳng người không có gì, chẳng người kiếm tiền người xăng đồ bậy bạ nó thôi chứ không có gì. Ừ. Có tinh thần, có tinh thần, cứ có tinh thần với có động lực. Ừ. Biết rằng từ thiện rồi phải có kinh phí mình đi, mà kinh phí mình thì ít xin ai. Nhờ anh em mình đăng ký kênh đặng có tiền có YouTube đặng đặng cho ông bà cô bác mua này mua kia đem theo với xăng dầu cho mấy chú già 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 đó. Nào vậy thấy không, từ từ ở Long Bình mà chạy xuống dưới đây Châu Đốc đó quý vị, đi, đi, đi lấy thuốc luôn đó quý vị. Đây đây nữa này quý vị, đây nè, đây nè, đây là bà Sáu ở trên Long Bình luôn đó quý vị. Đây bà
Thứ hai của bà Sáu bén lắm đó. Này cho ông già hai nói gì chú hai? Hai dân bay hả? Trong hai dân bay thì ông hai dân bay mà nói ông hai dân bay chứ nói gì đâu mà im. Ờ thì ông cái ổng lấy trong cái thuốc này mình lấy cho ổng thì không có gì không? Ông nói ổng đi lấy thuốc, ổng đi lãnh thuốc ở thành phố, lãnh ra 3 triệu mấy ra đây bán lấy tiền. Ổng đi khám bệnh ở Sài Gòn, người ta cấp thuốc 3 triệu mấy mà ổng muốn lấy thuốc ra ngoài bán là 2 triệu mấy lấy tiền. Cái đó là ông cái tâm của ông, cái tâm của ông về hướng thiện rồi. Ông là bệnh tim nè. Ông á, ông ở chỗ Hải. Bệnh tim nè, bệnh gút nè. Ừ. Nhìn cái tay của ông, nhìn cái tay của chú Hai á, ông bị gút cái tay sưng hết trơn, sưng mấy cái khớp đi chân. Cái tay của ông không có kèm vô mình gì được. Quam gì thôi nè. Dạ tại vì ông bị gút á. Ông bị gút chứ ông bị bệnh tim nữa đó. Ông chú Hai dân bài á. Dạ. Cái này mà đừng có cái này mà đừng có lấy một cái nghe, đừng có ra mà đừng có chặt một cái nghe. Cái nhỏ nhỏ đâu lấy đâu. Lấy đi. Nè quý vị bà con nào mà cái bệnh mà bị nhức mỏi tê tay tê chân á quý vị ấy mắc cỡ gai nè quý vị về nấu uống với lá lốt với hoặc ghẻ chanh uống là nó hết liền quý vị ơi, tin tưởng là nó hết liền. À, nói không có gì lấy khúm gì nè hồi cái có một cái chú nãy đó bó xong rồi còn lại con lấy xe chạy quý vị thì khu nào tính đi khu đó con mới rảnh được mới quay được cái mấy cái clip để cho mấy vị coi mới biết nhức mỏi cái này là uống hay lắm quý vị ơi. Cái bờ của chị Sáu nãy giờ gì chị Sáu làm gì đâu mà lâu với chị Sáu. Dạ. Nãy giờ ông chơi ai vậy Sáu? Ông Bảy ông đi lên đó, ông Năm ở kia kìa, ông Năm đâu có rồi. Ông Năm đâu có ở này đâu. Thì là có ông chỗ nhiều quá ông lấy ông đi lấy kiếm chỗ ít không à. Ông Sang á. Đây ông núp ở đây nè ông mà ơi. Tàn ơi tàn cái này quá. Cái này mà nếu mà người ta mướn chú Sa dựng sáu mà ông làm cỏ cái ông lết là cái đống cỏ là hết lên nổi luôn nè. Sạch luôn rõ ràng luôn nè anh hai, ông dòm nè anh hai, anh hai ơi người ta mướn bằng cỏ mà ông lết gì chắc sạch cỏ luôn, cái bờ mà ông lết thì chấm gì luôn rồi nè. Kiếm mấy cọng dài vậy sao ơi, đâu cục lắm rồi lấy dài đi. Dài dài chứ quỳnh bó cái nó tột cái cũng xuống hết à. Nè anh sao cái này cái cọng dài dài gì nè.
bữa nay lấy cho nhà thuốc của chú Tư dưới. Ừ. Nè mấy cọng dài này là 96 nè, nhà thuốc cũng tương quan, tại vì dưới nhà thuốc dưới giờ nó thiếu dữ lắm rồi. Dạ lấy này hả anh hai, lấy cho nhà thuốc của chú Tư dưới á. Dạ điện điện không lên. Này. Chắc ăn rồi, nói của chú hai mà. Ừ. Ở đâu? Ờ, cái đó mình biết, cái đó mình lấy là nhiều luôn đó. Không mà mình đi cái khu đó là mình lấy một cái là dữ dằn mặt hà luôn đó. Tại cái khu đó là bữa đó người ta đang hot này đây mà mình chưa chịu lấy. À bữa đó đang hot. Không bữa đó mình nói mặt hà này ai mà xài. Chứ không phải gì. Nó bây giờ lên không có luôn. Không bây giờ lên nó cũng còn mày. Còn dạ. Còn lên chảnh còn mà còn mà lên chảnh mà thử cái mấy cái người mà cái nhà của người ta, mấy cái nhà người ta ở trong vườn của người ta cho ông lấy lắm. Bây giờ chắc chạy ông vô lấy là ký cũng 3.000, tự ông lấy á. Lấy bên Tân Châu á, bên cánh mình nè. Vô được cái đám cũ gì không nè. Coi trong clip tao mới tới ổ này còn đâu nữa. Mấy nãy đi sao mà không biết không gì chứ. Tấn vừa mà chưa chú dạy dạy tí cái tấn. Biết rằng coi clip rồi nhưng mà biết bữa nào không? Mày đặt đó đồ ông hai ơi. Để giờ nủ rồi. Bây giờ á thì một hồi á là cũng còn cũng có chục ký hồi chia ra. Thì một hồi đi rồi về thì chia ra. Chứ giờ con cũng không biết sao luôn. Chị Duyên hay gì? Cái này chắc ai chỉ hay gì chị đâu. Chị Duyên hả? Không biết đâu. Em cũng em. Tấn đi ai chỉ? Ở trong đây ba cái thằng vậy dám đi. Nữ đó cũng bộn nè mà nó không có được nhiều, chạy bó à. Bạch trùng na bạch trùng nữ là gì nữa? Thì bữa nào đi còn xúm nhau đi chia ra đi tụa ra đi quần lấy. Thôi kêu chỉ bao xe đi Đồng Nai kiếm đi. Hả? Hả? Không không mình này nãy nãy nó mình xây cái đầu nó trả lợi. Trả lợi tự động mà nó bằng điện đó. Ông mà ông không sạc thì nó đâu lên đâu mở nó đâu lên. Cái này còn mới. Lên mua đưa gì đâu. Có đâu có con mua mà. 490.000. Dài dài tới ta đăng ký nhiều nhiều rồi mua thêm. Mua cái hiện đại thêm. Cái này được rồi không phải, tại vì cái này mình đi vòng vòng đây mình quay đừng có lắc mình cầm nó ít mỗi tay. Còn cái kia ở nhà dài quá cái đàn nó dài cái đó để độc giảng. Cái này độc giảng cũng được vậy ông ừ. Có mà. Ừ. Ừ. Đúng rồi có chân nè nè ông mừ rút cây lên đứng lên được nhiêu bó rồi chứ quên bó được nhiêu bó rồi trời nói chọc rồi quá không chưa có chưa hao chưa vậy giờ này cũng trưa quý vị có 11-12 giờ trưa
bà con cũng tích cực đi lấy mắc cỡ gai về cho nhà thuốc của chú Tư Ngoan như quý vị. Mấy thằng nó lấy xài, để xài. Anh em bà con lấy, đây là mắc cỡ gai gì nè quý vị. Bà con nào mà có bị tê tay, tê chân quý vị, uống mắc cỡ gai quý vị. Là uống mắc cỡ gai với lá lốt quý vị. Ngồi hai bó, hồi bó lại hai bó ngoài này đi. Cái chở ra cho ổng cái đồ, ngồi hai bó để xe chở về luôn à. Hả? Trơn Linh bó, tôi bó. Đây bà vuốt em chị ba đó. Xin bó. Mình ghi. Không lấy bằng ghi nhiều không? Cho ai? Cho Hồng Phong đó hả? Cho tôi thấy nó uống ấy không à. Bây giờ nó uống hổm tôi cho nó hổm giờ nó uống ba cái bạc Hà Núi nữa mà. Kè bên đó kìa. Ông năm chèo, ông theo ông Tây á mới đúng á. Ông Đình Tây á, là ông năm chèo, ông là lính của ông Đình Tây. Đâu hỏi phải không? Ông năm chèo á là ông Đình Tây nuôi ông năm chèo. Quý vị thấy video này có ý nghĩa cho mình một lượt đăng ký kênh nha quý vị. Chị Duyên nhớ chia sẻ giùm cho em, chị Duyên ơi. Nhớ bấm chia sẻ giùm. Video con xin kết thúc ở đây. Xin chào ông bà cô bác và anh chị em.